Quý vị và các bạn thân mến, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến để gặp Phó Giáo sư Tiến sĩ Hà Thị Anh, phụ trách khoa xét nghiệm y học của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng để có thêm những thông tin chi tiết về ngành rất thú vị thuộc khối sức khỏe của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, đó chính là ngành xét nghiệm y học. Khoa xét nghiệm y học là một cái khoa học thực nghiệm giúp cho đào tạo những cử nhân đại học xét nghiệm và sau đại học xét nghiệm sẽ đào tạo nên những người sinh viên như thế nào, đó là những sinh viên có kiến thức khoa học cơ bản vững vàng, có kiến thức chuyên ngành vững vàng, thông thạo các kỹ thuật xét nghiệm hóa sinh, vi sinh, ký sinh, huyết học truyền máu, miễn dịch, giải phẫu bệnh, vân vân. Và các em cũng có khả năng thực học vươn lên và có khả năng nghiên cứu khoa học để lĩnh vực xét nghiệm y học. Hầu hết các bạn học sinh khi mà nghe về ngành xét nghiệm y học thì các bạn cũng đặt một cái câu hỏi là thế này, trong tư duy của các bạn đó là xét nghiệm y học là một cái ngành mà các bạn học nó sẽ gắn liền với những cái xét nghiệm về máu, về các cái dịch tiết vân vân, đúng không bà cô? Vậy thì có những bạn nói là em rất là thích về học về xét nghiệm nhưng mà thực sự em sợ máu lắm, em không biết là em có học được hay không, thì không biết là cô có trả lời khuyên được cho các bạn như vậy hay không ạ? Thì thật thế, tức là có một số các bạn sinh viên qua email thì có trao đổi là thích lắm, muốn làm một cử nhân đại học về xét nghiệm, muốn học về khoa xét nghiệm y học nhưng mà sợ máu. Thế thì các bạn yên tâm, các bạn chỉ sợ một hai buổi đầu thôi. Thế chừng một hai buổi đầu sau khi các bạn đã tham gia học với các thầy cô thì đảm bảo là các bạn sẽ thấy cái chuyện lấy máu tĩnh mạch hay lấy máu mao quản là một chuyện rất là bình thường. Dạ vâng. Khoa rất là mong chờ đợi các bạn ở tại khoa xét nghiệm y học. Dạ vâng, và chắc là với những cái ý kiến của cô vừa rồi cho câu hỏi, câu trả lời của cô thì hy vọng là các bạn cũng hãy quên đi những cái sợ đó để mà mạnh dạn để đăng ký cho ngành kỹ thuật xét nghiệm của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, đúng không ạ? Và một lần nữa ngày hôm nay xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Hà Thị Anh là phụ trách khoa xét nghiệm y học của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Cô đã cung cấp cho chúng ta những thông tin rất chi tiết về ngành học thú vị này tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Và một lần nữa xin được cảm ơn cô và xin chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn.